gặp vấn đề về lưng như là đau mỏi lưng dưới hay là thoát vị thì nên chọn những bài tập thân dưới như thế nào cho an toàn? Và không những khi mà chị em chọn được đúng bài tập, không những mang lại cái sự an toàn mà còn hiệu quả cho việc cải thiện lưng dưới rất là nhiều. Sau đây là 5 bài tập thân dưới an toàn cho các chị em có thể áp dụng ở ngay ở trong buổi tập tiếp theo. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Em thường đặt ra cho mình những câu hỏi là bị mỏi lưng dưới hoặc là bị đau lưng dưới, thoái hóa hoặc là thoát vị thì nên chọn những bài tập nào cho hợp lý? Có nên né bài tập A, né bài tập B hoặc là né bài tập C hay không? Thì tất cả mọi thứ mình sẽ trả lời hết ở trong video ngày hôm nay. Thì thường những vấn đề hay gặp chính là đa số chị em hay ngồi nhiều, ít đi lại. Đó là quá trình mà ta hay thấy là nó bị cứng, rất là mỏi ở khu vực phần mông, phần lưng dưới. Thường vấn đề số 2 là chị em có cái tiền sử bệnh lý trước đó rồi, hoặc là từng gặp về chấn thương về lưng dưới. Và trường hợp số 3 thì đó là những cái trường hợp mà lưng dưới của chúng ta bị thoái hóa, hiện tại ta vẫn đang tập luyện điều trị hoặc là đã bác sĩ có thể cho tập luyện thể dục thể thao rồi, thì những cái bài tập như ngày hôm nay thì sẽ phù hợp với tất cả các chị em. Thì đó là tất cả những cái mà trường hợp mà mình hay gặp, thường là trường hợp hay bị đau lưng dưới mà có thể tập luyện. Thì ai có thể tập những cái bài tập như thế này thì thường nếu mà chị em nào mới tập trên khoảng tầm 3 tháng thì có thể sử dụng những bài tập như ngày hôm nay, hoặc là chị em nào tập khoảng trung cấp, khoảng tầm 6 đến 8 tháng thì vẫn thực hiện được tốt những bài tập này. Và ngoài ra nếu mà chị em nào tập được 1 năm trở lên rồi thì tăng tiến khối lượng tạ với mức những bài tập này thì hoàn toàn vô tư nha. Rồi, và khi mà mình sắp xếp 5 bài tập này thì chị em có thể chọn lựa là một là có thể lấy từng bài tập ra để chị em để vô trong một buổi tập thân dưới bất kỳ nào đó trong tuần, hoặc là chị em có thể chọn 5 bài tập này trong một buổi tập luôn, thân thiện nhất cho thân dưới luôn, không vấn đề gì cả. Tùy cô chị em thích bài nào thì chị em có thể chọn bài đấy. Rồi, và có một cái lưu ý nữa mà khi ta tập luyện thì nếu mà chị em nào cảm thấy thân dưới của mình đang còn yếu thì mình nên tăng cái tần suất tập luyện thân dưới nó nhiều hơn một xíu. Ví dụ như là chị em có thể tập được 5 buổi một tuần thì nó sẽ là thân dưới, thân trên, thân dưới, thân trên và thân dưới. Hoặc là chị em nào tập 4 buổi một tuần thì mình thực sự khuyến khích cái lịch như là thân dưới, thân trên và thân dưới, thân trên. Thì như vậy chị em có một cái tỷ lệ tập thân dưới nhiều hơn thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều cho phần lưng dưới nha. Tại vì sao tập thân dưới lại tốt hơn phần lưng dưới thay vì tập thân trên sẽ tốt hơn cho phần lưng dưới? Bởi vì tất cả những cái nhóm cơ ở thân dưới, đặc biệt là những nhóm cơ ở xung quanh mông, phần mông đấy, thì những cái nhóm cơ này nó sẽ chống đỡ, nó sẽ làm khỏe rất là nhiều những cái gốc rễ ở phần xương cùng, xương cụt rất là tốt. Chính vì như vậy ta sẽ có một cái cột sống khỏe hơn. Có thể là những buổi tập lưng thì chị em có thể kéo lưng, kéo lát rồi tất cả những biến thể kéo ngang, nhưng mà để nói chung ấy, muốn ta tốt hơn thì ta nên sửa từ gốc rễ trước. Thì ở đây là mình sẽ sắp xếp 5 bài tập và có số hiệp và số lần, và mình vẫn như mọi lần sử dụng phong cách viết bảng để cho chị em có thể hệ thống được và chị em có thể coi lại để chị em có thể nhớ ngay luôn. Và trong quá trình các chị em thực hiện những bài tập này hãy để lại cho mình những cái cảm nhận nếu mà chị em gặp khó khăn nha. Và đừng quên follow để đón xem thật nhiều video hay của mình sắp tới. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ngay. Bài đầu tiên là bài tập A, sumo squat. Thì bài tập này ta sẽ thực hiện 4 hiệp 10 lần. Có nghĩa là mọi lần ta sẽ chọn một mức tạ sao cho ta chỉ có thể kiệt sức rơi vào khoảng tầm 10 lần là được. Cũng lắm là làm 11 lần hoặc là 12 lần thôi. Hãy chọn một khối lượng tạ thực sự thử thách sao cho ta có thể thực hiện 10 lần và lặp lại 4 hiệp như vậy. Bài tập sumo squat thì thường sẽ có 3 mẹo chính. Đó chính là hai chân chị em sẽ cần phải rộng hơn vai. Chiều dài vai của chị em tới đâu thì mình đứng rộng hơn, đó là được. Và người hơi đổ về phía trước, và mỗi lần khi thực hiện bài tập này ta hãy nghĩ là ngồi về sau. Đó là 3 mẹo chính thực hiện bài này. Vẫn như tất cả những quy tắc squat khác là ở trên hít gồng, thực hiện xong động tác lên trên rồi mới thở ra. Đó. Đó. Rồi, bài tập số 2 là bài tập hip thrust. Thì bài tập này ta sẽ thực hiện 4 hiệp 12 cho tới 15 lần. Bài tập này ta sẽ thực hiện với một số lần nhiều hơn, bởi vì làm nhiều lên để thúc đẩy lưu lượng máu tới khu vực vùng 3 tốt hơn. Thì bài tập này ta cũng sẽ thực hiện 4 hiệp. Và tùy vô cái level của chị em có thể chọn là tập với thanh ba cũng được, tập với tạ đơn cũng được. Hoặc là nếu mà chị em nào mới tập mà chưa có sự tự tin tốt lắm thì có thể là thực hiện với dây band quấn ở quanh gối và thực hiện bài tập hip thrust. Thì bài tập này có 3 điểm lưu ý như sau. Bài tập này đầu tiên là chị em sẽ để gót chân ở ngay khu vực đầu gối lúc duỗi ra. Có nghĩa là lúc duỗi ra thì gót chân sẽ cắm ở ngay khu vực đầu gối. Khi đạp lên thì nó sẽ tạo ra một góc 90 độ giữa đùi sau và phần bắp chuối. Và giữ cho mặt hướng về phía trước, không có ngửa lên trên trần nhà. Và cuối cùng là xuống hít gồng, đạp lên thở ra. Đó là 3 mẹo chính ở trong bài tập hip thrust.
bài tập số 3 mình sử dụng ngày hôm nay đó chính là bài tập split squat. Nếu mà ta thường xuyên chọn những bài tập hai chân cùng một lúc thì ta sẽ phát triển về nền tảng sức mạnh và tăng cơ tốt hơn. Tuy nhiên những bài tập mà thiên về từng chân thì nó sẽ giúp cho chị em cảm nhận từng bên được hiệu quả hơn và sửa luôn cả độ lệch. Thì bài tập thân thiện cho lưng dưới mà giúp cho ta có một cái thân dưới săn chắc hơn, tốt hơn đó chính là bài tập split squat. Ta sẽ thực hiện 3 hiệp 12 lần mỗi bên. Đó. Lưu ý ở trong bài tập này là bên yếu tập trước và bên khỏe tập sau nha. Miễn sao hãy chọn ra một mức tạm mà chị em có thể thực hiện được khoảng 12 lần mỗi chân là hợp lý. Bài tập này sẽ có 3 điểm lưu ý như sau. Đầu tiên là chị em sẽ bước hai chân rộng bằng vai và bước một chân thu về sao cho chị em cảm thấy thoải mái nhất có thể. Mẹo số 2 là ta sẽ ngồi về sau. Và mẹo số 3 là trong quá trình thực hiện bài tập này, tránh để cho đầu gối phóng về phía trước quá nhiều. Hãy nghĩ rằng ngồi về sau để cho đầu gối và bắp chân luôn luôn tạo ra một đường thẳng. Như vậy thì tác động sẽ vô phần mông, phần đùi nhiều hơn. Tuy nhiên cũng có vô phần đùi trước nữa, nhưng mà thực sự nó sẽ bớt đi rất là nhiều. Rồi, đó là cách thực hiện bài tập split squat. Là bài tập D, mình sẽ thực hiện bài tập side kickback 3 hiệp 15 lần. Bài tập này cực kỳ đơn giản luôn mà chị em nào có thể tập tại nhà hoàn toàn có thể thực hiện được. Bài tập này chị em chỉ cần chọn ra một cái dây band quấn ở ngay khu vực đầu gối hoặc là ở trên gối một xíu. Và thực hiện nó đối mặt với một bức tường hoặc là một cây cột. 3 bước để thực hiện tốt bài tập này đó chính là đặt tay vô cột để giữ cơ thể thăng bằng. Chân sẽ đá ra một phương ngang, căng hết có mức có thể và quay lại hít gồng và đá lên thở ra. Đó là 3 cái bước chính để thực hiện tốt bài tập side kickback. Dĩ nhiên rồi, những bài tập từng chân thì nên tập chân yếu trước, chân khỏe sau nha. Và bài tập cuối cùng là bài tập clamshell. Bài tập này là thực hiện 3 hiệp 15 lần mỗi bên. Cũng tương tự, mình luôn luôn nhắc là bên yếu tập trước và bên khỏe tập sau. Bài tập này nó cũng giống như là một trong những bài tập giống vật lý trị liệu thôi, rất đơn giản, chị em có thể tập luyện mà không cần bất kỳ một dụng cụ nào hết. Hãy chống theo 3 bước như sau. Chống theo một phương ngang, có nghĩa là chị em sẽ để cho cổ tay và cùi chỏ sẽ giống như là side plank song song với cơ thể. Phần mông, phần gối và phần cổ chân sẽ tạo ra hình tam giác. Và từ đó ấn đầu gối ở dưới lên trên vị trí cao nhất, giữ ở trên 1 giây và xuống trả lại từ đầu. Đó là cách thực hiện bài tập này, xuống hít gồng và lên thở ra. Đó. Và đó là bài tập clamshell. Thì đây là 5 bài tập thân thiện nhất giúp cho chị em cải thiện được cái sức mạnh của khu vực vòng 3, từ đó làm cho phần lưng dưới của chị em trở nên khỏe hơn, tốt hơn và an toàn hơn rất là nhiều. Và khi mà chị em đã coi tới đoạn này của video rồi, chị em sẽ biết một điều rằng là cái kỹ thuật, nếu mà ta gặp chấn thương thì cái việc kỹ thuật rất là quan trọng. Khi mà một người tập kỹ thuật đúng thôi là đã đi được một nửa chặng đường rồi. Chính vì như vậy, trong quá trình thực hiện bài tập này, hãy nhớ 3 cái mẹo mà mình hướng dẫn. Và qua từng tuần thì chị em có thể chọn tăng rep lên cũng được, hoặc là chọn tăng khối lượng tạ lên cũng được thì càng tốt. Ví dụ tuần 1 thì chị em thực hiện 4 hiệp 10 cái với mức tạ là 20kg, thì qua tuần sau thì hãy cố gắng lên 22kg nha. Nếu không lên được 22kg thì cũng ít nhất cũng phải làm 12 rep. Thì như vậy chị em sẽ có một cái sự tiến bộ vượt bậc và chị em thấy cái sự thay đổi cải thiện lưng dưới rất là nhiều. Và đó là cái điều vô cùng quan trọng khi mà chị em thực hiện cái giáo án cũng như là những bài tập như thế này. Và xong, chúng ta đã hoàn thành xong 5 bài tập và hãy đừng quên lưu video này lại và thử ở trong buổi tập tiếp theo. Nếu mà chị em nào có gặp bất kỳ những khó khăn nào thì hãy để lại những comment ở dưới. Và đừng quên follow mình sẽ ra rất là nhiều những video tập hay sắp tới. Và nếu mà chị em nào cần một cái sự hỗ trợ trực tiếp từ mình thì hãy để lại những cái thông tin ở cái phần link dưới phần mô tả nhé. Bye bye.